Công an thị xã Phú Thọ vừa làm rõ một trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch tại chốt kiểm soát số 6 sau trạm thu phí IC9, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8, lực lượng làm nhiệm vụ trực yêu cầu dừng xe kiểm tra đối với anh Cao Minh Huy, trú tại khu 7, xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba. Anh Huy đã xuất trình giấy tờ xe và một phiếu xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 có kết quả âm tính do Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, Hà Nội cấp ngày 28 tháng 8. Tổ kiểm soát dịch bệnh đã giải thích cho anh Huy quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 27 tháng 8, tất cả người vào địa bàn tỉnh Phú Thọ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong thời hạn 72 giờ. Do phiếu xét nghiệm nhanh của anh Huy không đủ điều kiện để đi vào địa bàn tỉnh Phú Thọ, nên Tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 số 6 đã trả lại giấy tờ cho anh Huy và yêu cầu anh điều khiển xe ra khỏi địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, anh Huy không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe ô tô đi vào trong khu vực thị xã Phú Thọ. Công an thị xã Phú Thọ đã triển khai lực lượng chốt chặn, đồng thời tiến hành tuyên truyền vận động. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, Cao Minh Huy đã đến chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 số 6 trình diện. Công an thị xã Phú Thọ đã tạm giữ phương tiện, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.